Ok, hello anh em. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một vài con game mà tôi đã phá đảo trong cái tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Cũng review nhanh gọn những con game này để anh em có thể đích thân trải nghiệm nếu anh em thích. Trong đó thì có những con game giai đoạn Early Access vừa kết thúc, cũng có con game thì đã ra mắt được khá lâu rồi. Anh em thích con nào thì có thể thử qua con đó. Ngoài ra tôi cũng giới thiệu một cái chương trình giveaway mà tôi đang mở cho anh em luôn. Anh em cứ vào phần mô tả dưới video sẽ tìm thấy có một tham gia giveaway, anh em bấm vào đó thì ra được cái link này. Trong đây thì tôi đang mở là hai con game, hai cái giải giveaway gồm 3 4 con game gì đó. Cũng sắp mở một số game nữa, anh em nhìn thấy chữ tham gia thì cứ bấm vào, nó sẽ có một cái link Google Form, anh em cứ điền thông tin vô là xong, rất là đơn giản luôn. Anh em nào đang xem YouTube á, thì cứ điền lên YouTube, còn anh em trên VOZGameVN thì chắc quen hết rồi, cứ điền cái nick vô đây bấm cái là xong, chỉ mất khoảng 3 giây thôi, còn lại cứ chờ nhân phẩm mà tôi quay ở như thế này thì anh em sẽ trúng thưởng. Rồi chúng ta qua con game review đầu tiên của tôi. Đầu tiên thì chúng ta có con game tên là Hoàng Tử 34, nó ra mắt vào cuối tháng 5. Trước đó thì tôi cũng đã chơi cái phiên bản demo của con game này khá là nhiều, anh em có thể xem lại trên kênh cái video đưa lần chơi con game này có phiên bản demo. Rồi sau đó thì đến cuối tháng 5 game này nó ra mắt phiên bản Early Access, tôi cũng trải nghiệm thêm một số thời gian nữa. Nhưng mà cơ bản thì cái đợt giai đoạn Early Access này con game không có thêm quá là nhiều nội dung, nên anh em trải nghiệm là cũng tương đối ít thôi. Tôi nghĩ nếu như anh em bắt đầu chơi con game này đến khi mà hết cái nội dung trong cái phần Early Access thì nó chỉ xoay quanh là 5 đến 10 giờ chơi thôi. Anh em muốn cày cuốc tất cả mọi thứ luôn thì có thể lên tới 15 giờ chơi chẳng hạn. Game này là như anh em thấy, nó thuộc cái dạng 2D nền tảng platform, rất là truyền thống cổ điển luôn. Nếu như anh em từng chơi biết đến cái dòng game Hoàng Tử 34 này, thời xưa thời cổ điển luôn á. Lúc mà anh em chơi trên cái điện thoại mà bấm bấm như Nokia đồ chẳng hạn thì con game này nó rất là truyền thống, rất là hoài cổ. Cái yếu tố gameplay con game này như anh em thấy nãy giờ á, nó hành động rất là nhiều. Nó còn một cái mà thiên hướng roguelike nữa, như cái phần mô tả ở đây. Tức là anh em chết càng nhiều anh em sẽ càng nâng cấp được nhiều thứ và anh em cải thiện sức mạnh nhiều hơn, nên thành ra con game này độ khó của boss đó, nó rất là cũng ban đầu cũng rất là khó luôn, nhưng mà sau vài lần nâng cấp thì anh em sẽ vượt qua nó dễ dàng thôi. Hệ thống vũ khí trong game này thì nó cũng là tương đối đa dạng, nhưng mà thực ra nó không có nhiều lắm, đa dạng về cái phong cách và cái cơ chế nó thôi, chứ là xoay quanh đi lại thì cũng vẫn có khoảng 7-8 vũ khí chính với mà một số vũ khí phụ nữa là hết. Lượng boss thì cũng không có nhiều, do là cái nền tảng Early Access là trải nghiệm sớm á, nên cái lượng content nó rất ít. Này, anh em nào yêu thích mấy con game mà platform 2D Hoàng Tử 34 á, theo cái truyền thống cổ điển thì thử qua con game này thì nó rất là hợp luôn. Giá game thì cũng tương đối cao đó, tôi không có nghĩ cái giá game mà 300 ngàn này cho một cái con game trải nghiệm sớm là nó rẻ đâu, nên anh em có thể cân nhắc về cái giá tiền trước. Game này thì được phát triển bởi cái cha đẻ của cái dòng game mà anh em chắc cũng biết đến rất là nhiều, đó chính là Dead Cell. Đây, cha đẻ của Dead Cell làm ra con game Dead Cell thì rất là nổi tiếng rồi, sau đó họ phát triển tiếp con game này, nên là hai con game này nó sẽ có một vài cái cơ chế giống nhau. Đây, Dead Cell thì quá nổi tiếng, nó có cả trên mobile luôn, nếu anh em chưa biết anh em có thể thử qua game này. Rồi còn mà nhà phát hành thì chắc anh em nhìn cái tên Ubisoft là chắc cũng thấy rất là quen thuộc rồi chứ gì. Đây là cái nhà phát hành Ubisoft của chúng ta đó, một cái nhà phát hành rất là nổi tiếng luôn. Rồi, nên bây giờ con game này anh em có thể kỳ vọng vào nó rất là nhiều trong tương lai. Ở cái thời điểm hiện tại thì tôi thấy nó chỉ ở mức trung bình khá thôi, chưa có quá nhiều điều vượt trội ngoài cái yếu tố mà di chuyển mượt mà như thế này. Còn lại thì một số thứ nó đều là ở mức trung bình tốt hết, nên anh em có thể chờ cái phiên bản chính thức ra mắt để đích thân trải nghiệm thử con game này như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua con game thứ hai, một con game mà tôi cũng đã chơi khá là nhiều trong cái giai đoạn mà trước khi phát hành và cả cái phiên bản Early Access gần đây luôn. Game có tên là Somat, mặt nạ linh hồn. Trong vai một người thoát khỏi cái nghi lễ hiến tế thì chúng ta phải sinh tồn trong một cái cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt ở cái thời đại hoang vu cổ điển như thế này. Game này nó vẫn đang trong cái giai đoạn Early Access vào cuối tháng 5 vừa qua, thì tới nay thì cũng chỉ có một tháng thôi, nhưng mà trước đó thì tôi đã chơi con game này khá nhiều trên kênh rồi, nhất là trong cái đợt beta test cách đây khoảng 6 tháng, nên tính ra thời lượng tôi dành cho con game này cũng khá là nhiều đó. Ở cái phiên bản Early Access này thì thực tế là con game không có quá nhiều thứ để anh em làm đâu, nó vẫn hơi ít content. Nhiệm vụ thì xây đi xây lại vẫn là cái chủ đề sinh tồn thế giới mở quen thuộc đó, chúng ta đi xâm chiếm những ngôi làng, xây dựng lên một cái hàng phòng thủ như thế này, tuyển những cái người khác về làm việc. Cơ bản thì nó vẫn đầy đủ những cái yếu tố của thời đại sinh tồn, nên anh em có thể rất là thoải mái trong cái công việc xây dựng như thế này. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể chơi online PvP với những người khác, thậm chí là co-op đơn giản hơn thì co-op với bạn bè của mình thôi. Đó, đây là nguyên một cái chi bè của chúng ta, hay còn gọi là một cái bộ lạc, rất là nhiều thành viên luôn. Trong cái phiên bản hiện tại chúng ta có thể option điều chỉnh lên tới 50 người, 20 đến 50 người trong cái bộ lạc của mình. Mỗi người thì có một cái vai trò, một nhiệm vụ riêng biệt để làm việc như thế này, rất là thoải mái và thú vị nha. Đồ họa con này thì cơ bản như anh em thấy đó, nó làm cũng ở mức khá là tốt luôn, tối ưu cũng tạm ổn. Con máy của tôi nó hơi yếu nhưng mà vẫn chạy được rất là mượt mà, nhất là khi anh em xây dựng lên rất là nhiều công trình như thế này, game nó vẫn là chịu tải nổi, gánh nó cũng khá là tốt luôn.
yếu tố chiến đấu thì con game này nó cũng có khá khá cái loại vũ khí đó, ít nhất là 5-7 loại theo như tôi thấy trong cái đợt trải nghiệm lần này. Nó rất là nhiều yếu tố máu mèo bạo lực này nha. Tuy nhiên thì mấy cái vũ khí này anh em nhìn vô thì chỉ có một vài cái thực sự hữu dụng thôi, một vài cái thì nó chưa cân bằng cho lắm. Ngoài ra thì cái yếu tố chiến đấu này anh em cũng không thể kỳ vọng nhiều đâu, nhìn trông nó hoa mỹ như vậy đó, nhưng mà lúc vô game á thì nó hơi bị loạn một tí, có rất là nhiều kỹ năng chiêu thức cho theo từng cái vũ khí luôn, nhưng thực sự á, thì nó không có hiệu quả nhiều. Thế giới nó thì như cái trailer này nhìn rất là sống động nha, rất là độc đáo này nha, nhưng anh em vào chơi á thì thực tế nó hơi trống rỗng một tí, đi rất là nhiều đoạn ban đầu luôn hầu như là không có gì cả, rất về đâu về sau anh em mới có lạc qua những cái vùng đất sinh thái mới như thế này để thể khám phá những con boss to bự, những cái vùng đất mới, những cái môi trường mới, băng tuyết đầm lầy, sa mạc hay là kim tự tháp như thế này. Còn ban đầu anh em chơi thì nó rất là hoang vu vắng vẻ luôn. Ngoài ra còn một điều nữa là game này có rất nhiều việc để làm nha, như anh em thấy là rất nhiều máy móc công trình nè, thì mỗi cái mà phụ kiện trong đó gọi là cái tài nguyên thứ cấp, tài nguyên vĩ mô rồi đó, nó rất là nhiều tài nguyên luôn, không chỉ đơn thuần là các đá gỗ hay là cây cỏ như bình thường đâu, nó lên cái cả trăm loại tài nguyên nhỏ. Nên em muốn đạt được mà mấy cái xây dựng công trình để farm mấy cái tài nguyên về sau á, phải làm rất nhiều việc, đi thu nhập rất là nhiều thứ luôn. Chẳng hạn như anh em chế một cái mà đơn giản như cái cung hay cái khiên rồi đi, anh em phải cần đâu là 5-7 loại tài nguyên, sau đó thì chế ghép nó lại lên 5-7 loại tài nguyên nữa rồi mới hình thành được cái sản phẩm. Nên xét về cái yếu tố mà chế tạo thì con game này nó làm rất là phiền. Phiền thôi nha, nó chỉ là không có ảnh hưởng đến chiều sâu gameplay đâu. Yếu tố xây dựng thì anh em thấy đó, xây dựng rất là thú vị luôn, anh em xây được nguyên cái pháo đài như thế này, rất là nhiều công việc để làm, nên yếu tố xây dựng con game này làm khá là tốt, anh em có thể thoải mái mà vô đây thể hiện những cái công trình vĩ đại của mình. Cơ bản thì con game này tôi thấy nó cũng khá ổn ở thời điểm hiện tại đó, rất là có tương lai sáng sủa về sau, đánh giá hiện tại thì cũng ở mức khá là tốt. Anh em có thể trải nghiệm nó với bạn bè của mình hay là chơi một mình như tôi, tự tạo cái server cứ tầm rất nhiều thứ để chơi, hiện tại thì cũng có rất nhiều người tham gia luôn nè. Giá game thì cũng tôi đánh giá là ở mức ổn cho những gì con game này nó mang lại. Tiếp theo là một con game 3A. Con game này chắc anh em sẽ nghe đến tên nó một vài lần trong cái sự kiện Game Mag World năm ngoái, còn hiện tại thì thời gian trôi qua cũng chả ai nhớ về nó nữa đâu. Game này có tên là Immortal of Avium, một con game mà thuộc thể loại 3A do chính cái nhà phát hành cũng rất là to lớn, đó chính là Electronic Arts, viết tắt là EA đó. Game này thì nó cũng có mặt trên PC Game Pass để anh em có thể trải nghiệm với cái giá là chỉ khoảng 60.000 một tháng thôi, một mức giá rất là phải chăng luôn, hoặc anh em có thể trải nghiệm thông qua cái gói này lay này. Về cái bài review con game này thì tôi cũng đã từng viết một cái bài review rất dài rồi, anh em thích thì có thể lướt lên đây để đọc thử. Chúng ta lướt qua thử cái hình ảnh trailer đầu tiên của con game. Sau gần một năm ra mắt thì con game này chỉ có được khoảng 1.500 lượt đánh giá thật trên đây thôi, con số này quả thực rất là thấp cho một con game 3 luôn. Sau một thời gian tôi trải nghiệm thì con game này tôi vẫn thấy đúng là cái mức giá nó, cái mà đánh giá của nó xoay quanh ở cái mức trung bình là chính xác. Giá game thì cũng khá là rẻ, anh em có thể giảm giá lên tới 70%. Trong vài ngày trước thì giá game này chỉ còn 300k cho một con game 3 thôi. Như anh em thấy là con game này nó thuộc gần như thể loại là bắn súng FPS luôn đó, nhưng mà tất cả đều thông qua mấy cái ma pháp này, được gọi thông qua là chính xác là cái găng tay của nhân vật chính đó, nên có thể xem như là đây một con game bắn súng thuộc cái bối cảnh viễn tưởng. Tất cả các loại súng ống của anh em đều được tích hợp dùng cái gọi là cái găng tay vô cực. Đồ họa con game này thì anh em nhìn rất là chi tiết, độc đáo luôn. Bối cảnh thế giới thì cũng xây dựng dựa trên mà rất là nhiều phe phái rồi chiến tranh đầu tất cả các thứ. Ban đầu nhìn vô là anh em sẽ nhớ đến cái dòng game Final Fantasy phiên bản 15 mới đây cũng tương tự như thế này. Một thế giới ngập tràn ma pháp quái thú, có cả rồng quái vật. Tất nhiên là những cái phe phái thì chúng ta luôn luôn phải rơi vào một cái phe phái để đi chiến đấu như các bên còn lại rồi. Cái đồ họa này nó càng đẹp đi thì cái giá anh em phải trả chính là một cái cấu hình máy rất là cao luôn. Con máy tèn tèn như của tôi đó thì lướt con game này cũng hơi bị cực khổ lắm, nên tôi phải chơi hơn một tháng thì mới trải nghiệm hết con game này. Anh em nhìn hiệu ứng là nó lóe sáng gần như ngập màn hình mọi lúc mọi nơi luôn nè. Anh em nào mà khó chịu với cái hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy thì có thể là không chơi được con game này đâu, nó tổn hại sức khỏe lắm, nên anh em có thể cân nhắc trước khi chơi. Trải nghiệm thử con game này sau khoảng hơn một tháng á, thì tôi thấy cốt truyện của nó cũng có bi, có hài, cũng có cao trào, cũng có payload luôn. Nhưng mà sau tất cả ở trên thì cốt truyện nó cũng là tương đối bình thường. Đặc biệt cái giai đoạn mở đầu nó làm tương đối ổn, nhưng mà về sau thì nó lại làm chậm rãi đi rất là nhiều. Nó đẩy cái yếu tố chiến tranh lên cao, sau đó cái cốt truyện nó bắt đầu nhạt dần. Nhất là giai đoạn cuối á, có một vài cái payload, nhưng anh em thì rất là dễ đoán luôn. Đúng là con game này đánh giá là trung bình, nó không sai một tiếng nào. Game này thì cũng có một số yếu tố giải đố nữa, nhưng mà cái giải đố nó vẫn mang là cái tính chất của một con game 3 thôi.
Em sẽ xoay quanh một số cái kiến trúc mật khẩu như thế này, hoặc là tìm đường đi như thế này. Có yếu tố giải đố, nhưng mà cái giải đố nó cũng tương đối đơn giản, một vài câu đố khá là hay, nhưng mà đại đa số thì vẫn dành cho tất cả mọi người, nên cái câu đố nó cũng không khó lắm. Đây là chỉ là một cái mùi vị nhẹ nhàng mix vào con game cho nó tăng thêm một số cái thể loại thôi. Cơ bản thì sau tất cả thì con game này mix xịt và không sai đâu, nhất là giai đoạn gần đây giảm giá khá là nhiều, nhưng mà người chơi thì vẫn không có mở lòng với con game này mấy. Tuy nhiên thì giá game nó cũng tương đối rẻ, thời lượng game cũng không quá dài, anh em lại có thể trải nghiệm trên cái PC Game Pass, thì con game này anh em vẫn có thể thử qua được nếu anh em gần mà thích cái dòng game ma pháp kèm theo cái hiệu ứng bắn súng với mà cái nền tảng đồ họa rất là tuyệt vời, thì đây có thể là một cái quyết định lựa chọn để anh em mà trải nghiệm thử. Còn tôi thì tôi thấy con game này ở mức là trung bình là hết cỡ, không thể khá hơn được nữa. Nó xứng đáng để anh em dành thời gian không thì cái đó phụ thuộc vào anh em là chính. Đầu tháng 6 này thì chúng ta còn một con game nữa, nó để lại cho tôi ấn tượng cũng tương đối ổn. Game có tên là Song of Silence, bài ca của sự tĩnh lặng. Game này thì nó vẫn ở giai đoạn Early Access, ra mắt vào ngày 4 tháng 6 vừa qua thôi. Phiên bản Early Access này thì nó cũng mang đến một cái thời lượng chơi tương đối ổn cho anh em, tuy nhiên nó không có chứa quá nhiều thứ trong đó. Ngoài ra còn một điều nữa là cái phiên bản Early Access này nó sẽ là xoay quanh một số cái vấn đề chưa được hoàn thiện cho lắm, nên anh em có thể vừa chơi vừa trải nghiệm, nó cũng chưa phản ánh con game chính thức nó ra sao. Ngay khi mà nhìn vào con game, anh em sẽ thấy cái ấn tượng đầu tiên với nó là cái nền tảng đồ họa rất là tươi tắn, đẹp và mượt mà luôn. Những cái mà bức hình này, những cái graphic, những cái art style thể hiện trên cái con game này đều hầu hết đều được vẽ tay hết nha, gọi là handheld vẽ thủ công á. Anh em nhìn thiết kế mấy cái đội quân UX UI, cái nền tảng giao diện, góc nhìn, mọi thứ đều rất là đẹp mắt. Tuy nhiên nổi là cái sự đẹp mắt này có một cái khuyết điểm rất là lớn á, đó là cái giao diện điều khiển nhìn nó rất là đẹp nhưng mà nó không có trực quan, rất là nhiều thứ gói gắm trong này luôn. Tức là nó chỉ được cái vỏ bề ngoài thôi, còn cái phần ruột bên trong nó hơi bị trống rỗng và rất là gói gắm. Nhiều lần tôi chơi thì tôi mắc phải mấy cái việc nâng cấp như thế này, nó không ổn định. Hy vọng là hết cái giai đoạn Early Access này, cái phần mà nội dung chính của con game sẽ được cập nhật thêm nhiều để nó hợp với cái bề vẽ ngoài rất là đẹp đẽ, nhìn rất là thích mắt như thế này. Game này cũng là một con game có một cái cốt truyện rất là phong phú nha, chứ không đơn thuần chỉ là vô rồi chơi rồi dàn trận như yếu tố roguelike hay gì cả. Nó có một cái thẻ rất là quan trọng là Torgigit nè. Trong vai một cái nữ hoàng vương quốc thì chúng ta phải tha phương lạc xứ đi rất là nhiều nơi để mà đưa gánh vác trách nhiệm trên vai, đưa những cái người dân của mình tìm được một cái nơi để sinh sống chống lại cái chiến tranh bạo loạn khắp nơi. Spoiler nhẹ luôn là ngay ở cái chương đầu của chơi đó, thì trải nghiệm cái cốt truyện nó làm cũng tương đối tốt, rất là nhiều cái đoạn mà cho mình khiến mình phải suy nghĩ luôn, như là bố mẹ của mình tha phương lên chiến trường cuối cùng thì cũng ra đi hết, còn lại mình là một cái nữ vương rất là trẻ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai mình. Lúc này thì mình đưa những người dân của mình đến nương nhờ một cái thành phố là người bạn cũ của cha mình đó, nhưng mà khi đến nơi thì đích thân mình cũng phải ra chiến trường cứu giúp ổng luôn, rồi để cuối cùng thì ổng lấy quán trả ơn mình khi mà thế lực của mình quá mạnh, ổng lo ngại nên ổng cho mình đi khỏi vương quốc phải tìm một cái nơi khác lánh nạn. Game này thì cái yếu tố của nó, gameplay của nó phần chính á, anh em vẫn là mang tính cái chiến thuật là nhiều. Khi mà anh em tham gia vào cái trận đánh thì những cái quân lính của mình nó sẽ là tự động chiến đấu luôn. Lúc đó thì mình sẽ có thể can thiệp trực tiếp bằng những cái lá bài như thế này. Nó là mọi gần như là một cái dạng chiêu thức để mình đưa ra cái yếu tố quyết định chủ động trong những cái trận chiến đó. Đây là những lá bài khi mà mình sử dụng nó sẽ khiến những cái quân đội của mình có những cái kỹ năng gì đó sử dụng ngay lúc đó. Thì tương đối game play con này làm rất là mướt mắt thôi. Chiều sâu thì tôi thấy nó cũng tương đối bình thường, không có quá nhiều. Anh em thích cái thể loại mà chiến thuật quân sự thì có thể hơi thất vọng về cái yếu tố này một tí. Còn lại thì mọi thứ nó đều cơ bản là làm rất là tốt, rất là ổn luôn. Nhưng mà thực tế game này tôi thấy chưa thấy nó trọn vẹn lắm đâu. Game này tuy ở giai đoạn Early Access luôn, nhưng mà giá game nó thì tôi thấy rất là cao đó, 470.000 cho một con game như thế này. Nó vẫn là đang ở cái giai đoạn mà trải nghiệm sớm nữa, nên tôi khuyến khích anh em nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền con game này. Tại vì game này hiện tại thì chưa đến mức hoàn hảo, vẫn còn một tí bất cập. Như những cái điều tôi vừa nói, đồ họa đó thì rất là ấn tượng luôn, nhưng mà chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi. Còn phần nội dung thì tuy có là khá là nhiều, cốt truyện cũng khá là cuốn hút. Nếu như anh em thích mà những cái phần nổi bật vừa nãy thì có thể thử qua. Còn nếu anh em yêu cầu một con game có chiều sâu về những cái đội quân như thế này, hay là một cốt truyện cực kỳ tuyệt vời đó, thì con game này có thể hơi khó đáp ứng, nhất là một cái giá khá cao như thế này. Trong cái tháng 5 và tháng 6 này, nếu anh em theo dõi cái kênh của tôi thì anh em sẽ thấy tôi chơi rất nhiều con game này luôn. Nó có tên là Vigation Vampire Trỗi Dậy. Game này nó vừa kết thúc cái giai đoạn Early Access, sau đó cách đây khoảng 2 năm thì sau đó nó ra mắt cái phiên bản Reveal 1.0 bản đầy đủ, đạt được rất là nhiều kỳ vọng của người chơi luôn. Đây cái lượng follow rất là cao, cái lượng chơi cùng lúc lên tới 150.000 người chơi.
nó vượt xa là những cái con game trên top 10 trên Steam, ngồi chiếm trễ trên đó một thời gian dài rồi sau đó mới tụt dần xuống. Anh em xem qua cái video trên kênh tôi thì thấy tôi cũng sẽ chơi đầy đủ con game này từ cái hạt một đầu tiên cho đến khi phá đảo con game luôn, cũng thời gian là khoảng 20 giờ chơi. Tôi chơi trong mấy tháng trời, tôi ghép lại thành một cái chuỗi video như thế này, anh em nào lười chơi thì có thể xem qua. Ngoài ra còn có một bài viết thì tôi viết về con game này, nói review cũng khá là chi tiết, anh em thích đọc chữ thì có thể đọc chữ ở đây, còn anh em muốn xem video thì anh em đang xem nào. Bài viết này tôi cũng ghi khá là chi tiết lắm, nó rất là đầy đủ trong này luôn. Thôi đây là cái trailer, nếu như anh em chưa từng biết về con game này thì cái chủ đề chính của nó chính là Vampire. Cái chủ đề Vampire này rất là nhiều con game khai thác rồi nhưng mà không có mấy con đạt được thành công như con game này đâu. Tôi đánh giá đây là một những con game cực kỳ thành công trên Steam luôn, nó là đến từ một cái studio tương đối trung bình tên là Sinlock, nhưng mà họ làm được cái sản phẩm này chỉ trong vài năm thì rất là tuyệt vời đó. Yếu tố chủ đạo trong game này như anh em thấy là đây là họ có xây dựng nè, có thêm mà một số cái mà chế tạo trang bị nữa, nhưng mà yếu tố xây dựng chế tạo trang bị này nó chỉ là một cái phần phụ thôi, mình chủ yếu là vẫn phải đi khám phá xung quanh bên ngoài, đánh bại những con trùm sau đó thu nhập những tài nguyên rồi về mới bắt đầu mình chế tạo và xây dựng được. Chế tạo thì mình có cái bộ trang bị là chính, còn xây dựng mình có thể xây nguyên một cái tòa lâu đài luôn. Nhà phát triển thì cũng tính cái phần xây dựng đầu tư rất là nhiều nha, nên họ cũng tung ra rất là nhiều cái phiên bản DLC, nhưng mà phần lớn trong đây á, những cái DLC này nó đều là những cái DLC liên quan đến phần xây dựng hết. Tức là anh em thích xây cái nhà to rộng đẹp á thì anh em có thể thử qua những cái DLC đó, còn nếu không á anh em có thể bỏ luôn cái DLC cũng được, không quan trọng. Ngoài ra thì con game này nó còn có một cái ngôn ngữ tiếng Việt chính chủ trong con game luôn nha. Hiện tại họ chưa có ghi cập nhật trên cái trang tem phép, nhưng mà trong game anh em chơi thì tôi thấy họ có cập nhật tiếng Việt chính chủ trong đó rồi. Chất lượng dịch thật thì tôi chưa biết nữa, tôi cũng lướt sơ sơ thôi, tại lúc đó tôi phá đảo thì chưa có thử lại. Ngoài ra thì anh em có thể thử thêm cái bản dịch thật ở The Get Em nếu thích. The Get Em họ cũng theo cái dự án này khá là lâu nên có thể là sắp có phiên bản cộng đồng rồi đó. Nói chung thì con game này nó không có cốt truyện đâu, cái yếu tố hành động của nó là chủ đạo, lâu lâu anh em thêm tí xây dựng và chế tạo thôi, nên cái bản việt hóa nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến con game, tại vì không có cốt truyện nên gần như anh em chỉ đi đánh boss trong con game này. Cái phần việt hóa đó là chủ yếu cho anh em biết thêm một số cái trang bị hay là mô tả chiêu thức là hết, nên dạng một môn tiếng Anh như tôi chơi tiếng Việt hay tiếng Anh gì nó cũng như nhau cả, nhưng mà có tiếng Việt trong game thì đương nhiên là rất thích hơn rất là nhiều rồi. Mình là một vampire, mình trỗi dậy từ trong bóng tối khi bị nhân loại phủ hành, trải qua hàng trăm năm ngủ đông á, thì bây giờ tỉnh dậy bắt đầu cái hành trình trả thù chiếm lại cái ngai vàng của mình. Game này thì anh em chỉ có hành động và hành động là chính. Bù lại cái yếu tố hành động trong con game á thì anh em thấy nè, nó làm rất ấn tượng luôn, rất là tuyệt vời. Hệ thống vũ khí thì cũng tương đối đa dạng, tuy không nhiều nhưng mà cũng rất là đầy đủ, lên đến hàng chục loại luôn. Mỗi cái loại vũ khí thì nó cho anh em rất là nhiều mấy cái chiêu thức, rồi mấy cái kỹ năng của anh em thì có thể học thông qua việc đánh bại những con trùm như thế này, nên cái yếu tố hành động trong game này tôi đánh giá là rất rất tuyệt vời. Nếu anh em thích cái loại mà hành động đơn giản thôi, nó không có pha ghi, nó không có nặng về cái dòng sâu quá nhiều, đơn giản là mình chính đòn né đòn và tung ra những chiêu thức đúng lúc là được, nên cái yếu tố hành động trong game này nó không quá khó để anh em có thể trải nghiệm. Gà gà như tôi thì vẫn có thể chơi được, đây là một con game rất là đáng chơi, nói về cái chủ đề Vampire cực kỳ thú vị. Tiếp theo là một con game mà anh em sẽ thấy tôi chơi rất rất là nhiều trên kênh luôn trong khoảng từ 6 tháng gần đây. Game mặc dù đã ra mắt vào năm ngoái 2023, cách đây gần đúng một năm, thì đến đợt Tết này tôi có thời gian rảnh thì tôi cũng chơi qua con game này. Nó giống với cái công việc ngoài đời thực của tôi là cung cấp trang thiết bị vật tư cho cái mảng giáo dục, nên tôi chơi con game này thì rất là hợp luôn. Game có tên là Let's Go xây dựng trường học. Trong game này thì anh em sẽ được đóng vai hiệu trưởng, ổng truyền lại cho anh em nguyên một ngôi trường luôn. Lúc đó anh em sẽ bắt tay vào quản lý, bắt đầu khởi nghiệp từ con số 0, bước xuống bến xe buýt này đi về cái vùng nông thôn, nơi một ngôi trường rất là nhỏ xinh như thế này phát triển nó thành một cái cơ ngơi cực kỳ khang trang luôn. Đó anh em nhìn thấy chưa, 7 tầng lầu. Trong con game này thì anh em sẽ xây từng chút một như thế này, mở rộng quản lý rồi nâng cấp lên rất là nhiều thứ. Nó cho anh em cảm giác phát triển theo là từng bước rất là thú vị luôn. Cảm giác từ lúc mà sơ khai đi lên mà thành một cái khu vực rất là rộng lớn, cạnh tranh với những trường khác trong khu vực, thậm chí là khiến họ đóng cửa luôn, rút giáo viên từ những bên khác về. Rất là nhiều thứ để anh em có thể làm trong con game này. Game này hiện cũng có đang có một cái bản biệt hóa của The Get Em. Cái bản biệt hóa đó thì họ không cần phát triển nữa, nhưng mà anh em vẫn có thể chơi được nha. Tuy nhiên thì khi anh em chơi á, nếu như anh em chơi mà thêm một số cái DLC như thế này nữa, với những cái bản update mới gần đây á, thì sẽ xuất hiện rất là nhiều ngôn ngữ tiếng Trung trong đó luôn. Điều đó thì khiến anh em mà sẽ rất là khó nắm bắt con game, dù sao thì nó cũng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ thôi, nó không có nhiều.
anh em mà vẫn có thể trải nghiệm con game một cách hoàn toàn bình thường được. Đồ họa con game này như anh em thấy thì nó hơi bị góc cạnh một tí, do mình zoom cái trực tiếp vô thì thấy nó như vậy thôi, chứ mình mà nhìn ở ngoài một cách mà bao quát vĩ mô như thế này á thì nó rất là thú vị ha. Đó, cái chuyển động animation cũng hơi hô chứng nữa, nhưng mà nó cho anh em cảm giác mà rất là nhập tâm vào con game luôn. Khi anh em mà xây dựng một cái trường học như thế này, học sinh nó lên tới 500, 700, thậm chí là cả ngàn học sinh, nó vẫn chạy được vượt mà vào cái phong cách đồ họa mà thô cứng như thế này nè. Bù lại thì có bối cảnh không gian nó làm rất là tốt, mấy cái vật thể nó thì thiết kế cũng đơn giản luôn, nhưng mà nó tạo cho anh em cái sức sống rất là nhiều. Nhất là con game này nó được xây dựng ở cái mà bối cảnh thập niên 90, 2000, lại mang cái phong cách Á Đông rất là nhiều, chính xác hơn là ở bên Trung Quốc, lai với một tí mà phong cách quốc tế là của châu Âu rồi. Nên anh em chơi con game này nó rất hoài niệm luôn, nhất là những anh em lứa tuổi 9X đó. Khi chơi con game này anh em sẽ nhớ về cái quá khứ mình rất là nhiều. Những cái bảng học, những trang giấy trắng, giấy phấn gì nè, đó. Tuy là cái nét của Trung Quốc nhưng mà nó ảnh hưởng đến mà Việt Nam mình cũng rất là nhiều nha. Nên anh em chơi là cảm giác quá khứ nó ùa về rất nhiều luôn. Game này thì nó thiên hướng về mình quản lý và xây dựng rất là nhiều, nên có thể anh em không phù hợp với dòng game xây dựng và quản lý sẽ không thấy nó hay đâu. Còn riêng tôi phù hợp với thể loại này thì tôi rất là thích nó. Gọi là quản lý là xây dựng, nhưng mà anh em có rất nhiều thứ để làm trong cái game này nữa, chăm sóc từng cái học sinh nè, thỏa mãn nhu cầu của họ nè, rồi mua đất rồi mở rộng, rồi tham gia mấy cái ban nhạc hội như thế này, tổ chức thi đấu cho học sinh từ thể dục thể thao cho tới rất nhiều thứ luôn. Nói chung là ngoài yếu tố xây dựng thì nó cũng còn thêm rất là nhiều cái điều để anh em quản lý nữa. Thậm chí là anh em có thể vào con game này thể hiện cái kỹ năng xây dựng của anh em đó, ông nào cũng xây được nguyên cái kim tự tháp như thế này thì rất là tuyệt vời đó. Trong này thì tôi cũng đã chơi khoảng là 6, 7, 80 giờ gì rồi. Nếu như anh em chơi mà một cái campaign bình thường ở mức dễ hoặc là mức gì chọn á thì nó sẽ xoay quanh là tầm 10 đến là 15 giờ thôi. Nếu anh em chơi tốc độ nhanh thì nó có thể còn nhanh hơn nữa. Còn nếu anh em chơi chậm chắc kỹ càng như thế này, xây dựng rất nhiều thứ phải lo toan như thế này thì nó sẽ tốn thời gian hơn rất là nhiều nữa. Thành ra mà anh em chơi con game này có thể chơi mỗi ngày một ít một ít. Nó rất là thoải mái nhẹ nhàng, nó thể xây dựng rất nhiều thứ. Đây, như con game này là họ đầu tư rất là nhiều vô rồi nè, xây dựng một cái ngôi trường cực kỳ chuẩn chỉ luôn, không có tạp nham như tôi. Riêng con game này á, nó sẽ có rất nhiều thứ để anh em phải lo, thậm chí là một cái tín đồ dân xây dựng như tôi cũng phải mất rất là nhiều thời gian để làm quen. Nó có rất nhiều thứ trong này mà anh em mà tuy nó đơn giản thôi nhưng mà nó không có hướng dẫn cụ thể gì cả, mình phải tự mò tự sai tự rút kinh nghiệm, nên thành ra là nếu anh em không phải cái thể loại xây dựng chính xác á thì có thể khó là theo con game này. Anh em thích thể loại xây dựng quản lý lắm thì anh em có thể đeo được, nên thiên kiến cá nhân của tôi, đúng cái thể loại tôi học, đúng cái công việc tôi làm, tôi đánh giá con game này cực kỳ đáng chơi luôn nếu anh em thích cái thể loại đó. Còn nếu như không thì anh em cũng có thể là vô trải nghiệm thử con game này thôi, nó có việc khóa nên rất là dễ làm quen, mặc dù rất là khó nắm bắt mọi thứ nhưng mà vẫn chơi rất là ổn. Một con game nữa mà tôi muốn giới thiệu đến anh em trong cái tháng 6 này, game có tên là Quản lý Công hội Đấu sĩ. Game này nó vừa kết thúc giai đoạn Early Access, sau đó nó ra mắt cái phiên bản đầy đủ vào cuối tháng 6 vừa qua, chính xác là ngày 23 tháng 6. Dù nó mới ra mắt gần đây thôi, nhưng tôi cũng đã phá đảo cái phiên bản 1.0 của nó rồi. Lúc bản Early Access thì tôi chưa có trải nghiệm nhiều, chỉ lướt lướt xem một số cái video trên mạng, nên cái bản 1.0 tôi chơi gần như cái lần chơi đầu tiên luôn. Tuy nhiên thì vẫn phá đảo dễ dàng ở mức khó chỉ sau khoảng là 6 đến 7 giờ chơi, nên thành ra con game này nó có thời lượng rất là ngắn. Đổi lại thì mức giá nó rất là rẻ, anh em có thể mua nó qua mấy cái gói bundle. Nếu như anh em đã có sẵn một trong số những con game mà họ hợp tác với nhau thì giá game chỉ còn 82 ngàn. Còn nếu không anh em chỉ có khoảng 100 ngàn cho một con game như thế này. Thời lượng chơi nó thì khá là ngắn so với cái mức giá này, nên anh em có thể cân nhắc thử qua trước. Này, chúng ta lướt qua cái video. Trong con game này thì anh em sẽ được cử về một cái khu vực gọi là Deathwork, khu gừng chết chóc. Anh em sẽ quản lý một cái công hội đấu sĩ, bắt đầu là đi tuyển những cái đấu sĩ của mình về thi đấu. Gọi là cái khu gừng chết chóc nên nó rất là nhiều thứ ma quái nằm trong này. Trong này thì có ba thế lực chính, một là thế lực nông dân, thế lực thứ hai là nữ bá tước, thế lực thứ ba là một cái ông triệu hồi sư, gọi chính xác hơn là thực sư. Thì anh em có thể chọn cái Gauter theo hướng một trong ba nhân vật này. Nó đây là một trò chơi roguelike nên cốt truyện nó cũng rất là đan xen với nhau, anh em có thể chọn theo phe này hoặc là theo phe kia tùy ý thích luôn. Thì cho đến một cái thời gian nhất định thì anh em phải chốt cái trò chơi lại theo một trong ba hướng mình chọn, nên nó có game này chính xác hơn là nó có ba cái kết cục khác nhau tùy vào cái lựa chọn của anh em. Ban đầu phiên bản Early Access á, thì trò chơi này nó có cái bản tiếng Việt dịch cũng khá là ổn áp nha, chứ không phải là Google dịch đơn thuần. Nhưng mà khi ra mắt bản 1.0 này thì tôi thấy cái phần ngôn ngữ tiếng Việt nó mất luôn rồi. Nên nếu như anh em chơi mà thì vẫn phải trải nghiệm cái phiên bản tiếng Anh ở thời điểm hiện tại thôi. Thực ra thì cái phiên bản Early Access tôi cũng chưa có chơi, chỉ có xem thôi. Nhưng mà cái phần tiếng Việt trong nó khá là tốt, bản 1.0 này họ chưa có tiếng Việt.
Đây là nguyên cái bản đồ vùng đất của chúng ta, nó rất là đơn giản. Game này nó dạng gần như là point and click, anh em chỉ kéo thả quân lính mình vô và sau đó nó sẽ tự thực hiện những cái động tác chiến đấu hết luôn đó. Anh em có thể dàn cái quân mình ở đây và sau đó cho nó tấn công địch, thế là xong. Nên việc anh em sắp xếp những cái tướng nào nâng cấp theo thế nào, trang bị như thế nào thì nói gần như là yếu tố toàn bộ game đây đó. Nói về cái chiều sâu thì con game này cũng tương đối có một tí chiều sâu, nhưng mà nó sẽ cho anh em một cái lối mòn tư duy nếu như anh em không muốn thử bao hết. Thành ra là con game này nó cũng không khó lắm, tại vì nhân vật nào tôi cũng thấy nó có một cái điểm mạnh riêng hết, anh em cứ bui nó lên là được. Dù vậy thì game vẫn có một vài cái khuyết điểm. Đầu tiên là cái gameplay chưa có chiều sâu hết đó. Cái thứ hai là hạn chế về mặt điều khiển nó rất là nhiều luôn, như là anh em có thể là bỏ sót một vài cái sự kiện nè, không thể dừng thời gian kịp nè, rồi việc quản lý đồ nó cũng rất là gối gắm. Cái thứ hai nữa là không có mô tả chi tiết rất là nhiều thứ, hầu như mình phải mò phải thử lần đầu hết, không có hiệu ứng gì, không có thêm thắt, cũng không có mô tả gì cả, toàn là phải mò rồi thử thôi. Cái thứ ba nữa là cơ chế điều khiển nó anh em kéo thả rất là nhiều luôn, thậm chí khi mà về cuối game cái đội hình mình mười mấy người đánh liên tục cái chục trận nhá, anh em phải kéo thả cái trăm lần, nó không có hiệu ứng là tự động lưu hay là sắp xếp là cơ chế điều khiển gì hết, tất cả mọi thứ đều phải làm bằng chuột nên nó rất là bất cập cái chỗ đó. Bù lại thì con game này có thời lượng khá ngắn, anh em trải nghiệm tương đối nhanh, nó có rất là nhiều cái cốt truyện thú vị đang xen với nhau luôn. Rồi, một con game mà tôi đánh giá ở mức là trung bình khá nếu như anh em muốn thử qua cái thể loại không quá mới mẻ này, nhưng mà nó vẫn có điểm thú vị riêng.